Soi kèo, nhận định U23 Úc với U23 Syria lúc 20 giờ 15 phút ngày 18 tháng 1 năm 2020. Kèo châu Á, một nghiêng về U23 Úc. Còn nhớ, U23 Australia sau khi rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương thì họ đã gia nhập và là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á. Có thể thấy, sự thay đổi này đã mang lợi một số lợi ích nhất định dành cho Australia. Bởi xét tương quan lực lượng thì tại châu Á, ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản là những cái tên cực mạnh thì những quốc gia khác luôn bị đánh giá có phần thấp hơn so với U23 Australia. Tuy nhiên, còn nhớ hai lần tổ chức U23 châu Á trước đây vào năm 2016, 2018 thì chính Australia là cái tên không thể vượt qua vòng bảng. Do đó, việc biển tên mình vào đến vòng tứ kết năm nay đã là tiến bộ rất tốt của họ. Ở U23 châu Á 2020 này, U23 Australia là cái tên đứng đầu bảng A với 5 điểm sau 3 lượt trận bất bại. Nhưng nếu so sánh với Thái Lan ở vị trí thứ hai, thì người hâm mộ có thể nhận ra U23 Australia có hàng công tương đối kém. Bởi tuy bất bại, nhưng U23 Australia chỉ có 4 lần ghi bàn và có đến 3 lần thùng lưới. Trong khi đó, U23 Thái Lan tuy chỉ đứng ở vị trí thứ hai nhưng tổng bàn thắng mà họ ghi được lên đến con số 7 bàn cao nhất giải đấu thời điểm hiện tại, dù có cùng 3 bàn thua. Do đó, trong trận đấu với Syria ngày hôm nay, U23 Australia tương đối gặp nhiều khó khăn. Bởi đối thủ của họ tuy chiến thuật không quá tốt nhưng bù lại, các cầu thủ của U23 Syria thi đấu rất kiên cường, cũng như nền tảng thể lực của hai đội là ngang ngửa nhau. U23 Úc vs U23 Syria là cặp đấu tứ kết thứ hai tại U23 châu Á 2020. Để đi đến giai đoạn này, chứng tỏ họ đều có thực lực không phải dạng vừa. U23 Úc là một trong những thế lực tại châu Lục, việc họ vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A không phải là điều bất ngờ. Trong khi đó, U23 Syria xứng đáng là bất ngờ lớn nhất của giải, liên tiếp làm nên những bất ngờ. Chính họ đã góp phần đưa U23 Nhật Bản về nước sớm. U23 Úc vs U23 Syria từng nằm trung bảng ở U23 châu Á 2018. Cả hai đều phải ra về sớm sau 3 trận đấu. Kết quả cuộc đối đầu duy nhất giữa hai đội nghiêng về U23 Úc khi họ giành được chiến thắng 3-1, đồng thời cũng là đội thắng kèo. Xét về thực lực hiện tại, đội bóng xứ sở chuột túi vẫn nhìn hơn đối thủ một chút. Nhận định kèo U23 Australia chứng minh khả năng. Còn nhớ, cách đây 2 năm, U23 Úc khiến giới chuyên môn và NHM bất ngờ khi bị loại ngay sau vòng bảng. Năm nay, rút kinh nghiệm và thay đổi rất nhiều và đi một mạch vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Họ mở màn bằng trận hòa 1-1 trước U23 Iraq, tiếp sau đó là đả bại U23 Thái Lan 2-1. Gần đây nhất, họ cầm hòa U23 Bahrain 1-1. Trừng đó là đủ mang về cho họ 5 điểm để đứng đầu. Công bằng mà nói thì lứa trẻ hiện tại của U23 Úc không được đánh giá quá cao. Điểm đáng khen ngợi là thực lực các cầu thủ khá đồng đều, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Trong dàn cầu thủ hiện tại, có một số được thi đấu ở châu Âu, được cọ sát trong môi trường chuyên nghiệp. Vấn đề là hệ thống phòng ngự chưa thực sự ổn định trong thời gian qua. Tại vòng bảng, U23 Úc ghi được 4 bàn nhưng cũng nhận về 3 bàn thua. Thống kê cho thấy U23 Úc đang ở giai đoạn rất thăng hoa. Họ đã bất bại trong 10 trận đấu liên tiếp với 5 chiến thắng, 5 trận hòa, tỷ lệ thắng kèo 50%. Với phong độ ổn định đó, giới chuyên môn tin tưởng đặt họ ở thế cửa trên trong trận đấu sắp tới. Nhận định U23 Syria, viết tiếp bất ngờ. U23 Syria không phải đội bóng yếu, nhưng sự thật thì họ không được kỳ vọng nhiều khi đến với U23 châu Á 2020. Việc rơi vào bảng đấu với những Nhật Bản, Qatar và Ả Rập Saudi rõ ràng là thử thách không đơn giản chút nào. Thế nhưng, trải qua 3 trận đấu thuyết phục, U23 Syria đã làm nên những bất ngờ lớn và giành quyền vào tứ kết. Mở đầu, họ cầm hòa U23 Kata 22, tiếp sau đó là đánh bại U23 Nhật Bản 21, trực tiếp tiễn Samurai xanh về nước. Cuối cùng, họ nhận thất bại không đến một núi tiếc trước Ả à Rập Saudi, chấp nhận đứng thứ hai bảng B. U23 Syria sẽ bị tổn thất đáng kể về đội hình trong trận đấu sắp tới. Họ không có được sự phục vụ của chân sút số 1 An -A, -A Andali, người phải nhận thẻ đỏ trong lượt trận cuối cùng vòng bảng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công của đội bóng. Thêm vào đó, khẩu phòng ngự của U23 Syria cũng chưa tốt, khiến giới chuyên môn khá lo ngại khi nhận về 4 bàn thua sau 3 trận vòng bảng. Thống kê cho thấy phong độ của đội bóng này khá thất thường. 10 trận đấu gần nhất, họ thắng 5, hòa 2 và thua 3 lần, tỷ lệ thắng kèo là 60%. Khác với hai giải đấu gần nhất, 2016 và 2018, U23 Australia đã đoạt vé vào tứ kết, thậm chí họ còn đi tiếp với ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng thầy trò Graham Agno có thể dễ dàng vượt qua đối thủ đến từ Tây Á. Thực tế, ở vòng đấu bảng, U23 Australia từng gặp hai đối thủ đến từ Tây Á là U23 Iraq và U23 Bahrain, nhưng đều bị cầm hòa. Xét phong độ, U23 Australia đang duy trì mạch 11 trận bất bại kể từ vòng loại hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, ở những trận đấu được đánh giá cao, thay cho Graham Arnold thường gây thất vọng vì không thể hiện được sự bùng nổ trong tấn công. Chẳng nói đâu xa, ở trận cuối vòng bảng, họ chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước U23 Bahrain, dù được đánh giá cao với tỷ lệ 0 giờ 1 phút 1 trên 2. Ở trận gần nhất được nhà cái xếp ở cửa trên với tỷ lệ 0 giờ 1 phút, U23 Australia đã bị U23 New Zealand cầm hòa với tỷ số 1-1. Tính ra, ở 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thay cho Graham Arnold đã để thua tới 5 trận theo tỷ lệ châu Á. Chiến thắng duy nhất mà U23 Australia giành được ở vòng bảng U23 châu Á 2020 là trận thắng chủ nhà Thái Lan 2-1. Đó là trận đấu mà họ tỏ ra lấn lướt về thể lực. Nhưng khi gặp hai đội bóng Tây Á, U23 Australia đều gặp khó khăn và chỉ giành được kết quả hòa. Trước đối thủ như U23 Syria, thay trò Graham Arnold có lý do để lo ngại, ở giải đấu năm nay, U23 Syria không được đánh giá cao, nhất là khi họ rơi vào bảng đấu rất khó với sự góp mặt của Saudi Arabia, Nhật Bản và Qatar. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á đã xuất sắc đi tiếp với ngôi nhì bảng. Với lối chơi giàu thể lực, họ đã đánh bại U23 Nhật Bản 2-1 và cầm hòa U23 Qatar. Tính cả loạt trận giao hữu trước giải, U23 Syria chỉ để thua 1 trên 8 trận gần nhất, thắng 5, hòa 2, thua 1. Thống kê ấn tượng này cho thấy U23 Syria không phải đối thủ dễ chơi. Trước đội bóng có hàng công không mấy ấn tượng của U23 Australia, đội bóng Tây Á hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ, ít nhất là trong 90 phút chính thức. Kết thúc vòng bảng của U23 Châu Á 2020, U23 Australia có được ngôi đầu bảng A trong khi U23 Syria đứng thứ hai bảng B. Trước đó hai đội từng chạm trán nhau năm 2018 và chiến thắng 3-1 thuộc về U23 Australia. Với những yếu tố đó, các chuyên gia đã đánh giá cao hơn dành cho đội bóng xứ sở chuột túi. Thế nhưng nếu nhìn lại màn trình diễn ở vòng bảng của hai đội, U23 Australia cũng không hề tỏ ra quá vượt trội so với U23 Syria. U23 Australia chỉ có được một chiến thắng lội ngược dòng trước U23 Thái Lan khi mà đối thủ gần như cạn kiệt năng lượng. Ở hai trận đấu còn lại, U23 Australia hòa nhạt nhòa trước U23 Bahrain và U23 Iraq. Đó đều là những trận đấu khá tệ hại của U23 Australia, mặc dù họ được đánh giá trên chân hơn rất nhiều. Trong khi đó, U23 Syria dù bị đánh giá thấp nhất bảng B, nhưng lại có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Họ có được kết quả hóa trước U23 Qatar ở lượt trận mở màn, sau khi bị đối thủ dẫn trước, tới hai bàn. Sau đó họ đánh bại đội bóng mạnh là U23 Nhật Bản, để có được 4 điểm sau hai lượt trận. May mắn đã đến với U23 Syria khi U23 Qatar không thể đánh bại U23 Nhật Bản. Đội hình U23 Australia với U23 Syria U23 Australia, Tom Grover, Gabriel Seller, Euser, Dylan Ryan, Thomas Zhang, Alex Gersbach, Conor Metker, Keanu Barkers, Aiden o